Kính chào quý vị, trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp thiên hội ký Hai ngàn ngày đêm trấn thủ cụ chi của đồng tác giả Dương Đình Lôi và Xuân Vũ Tập 60 cũng là tập cuối cùng Chương 131 Tiêu đề Một màn kịch ly kỳ tôi gặp ba tới cảnh đội trưởng tây ninh ở ven ấp bầu me trong anh không còn linh động hoạt bát như ở r trước đây nữa mà bây giờ là một ông già hết sức quách anh từng làm tiểu đoàn trưởng trong thời kháng chiến chống pháp lúc tôi hãy còn là thiếu nhi bây giờ anh vẫn kêu tôi bằng mày như năm lê năm tiều chứ không kêu bằng chú em như tám hà anh móc thuốc đưa tôi nhưng hỏi mày hút thuốc gì đưa trao đổi văn hóa chút coi tôi lấy gói cáp sang để mời anh mày toàn chơi ngon không thôi lúc này nghe nói mày làm ăn đậu vàng lắm hả lỗ vốn thấy bà chứ đậu gì anh ơi hai anh em kiếm chỗ mát mẻ ngồi tôi hỏi ở ấp này không bị pháo hả anh ba chỗ có chỗ không Ngày ít ngày nhiều Nghe vậy tôi hỏi Có ngày nào không ngơ không Cũng có nơi ăn hút được lắm Nhậu nửa chừng Không phải muôn ly lùi xuống hầm Bên xứ cũ tôi không chỗ nào ngồi yên được Ăn cơm cũng phải ngó Giáo giác Mút cái đầu cá Nhài miếng cơm cháy Cũng sợ pháo đề ba không nghe Bà tới nói Hỏi thiệt mày nghe Chuyến này mày mò qua đây làm gì vậy? Kiếm chỗ kết nhà bảo xanh Hả? Lúc này sản xuất nhi đồng có ba tăng rồi hả mày? Mệt quá anh ba ơi Thì mệt chứ sao em Mệt mà ham Ham cho đã rồi mới biết mệt Rồi cho nổ bom nguyên tử ở đâu đây? Có lẽ ở nhờ đất của anh đó anh ba Anh cho em út qua đây không? ta bao hết cơm gạo dầu lửa nước mắm. Nhưng có một cái không bao nổi. Cái gì anh ba? Tôi tu rồi anh ba à. Tao biết mày tu hú chứ sao? Không có đâu anh ba. Em né hết mà. Mày né nhưng người ta tìm bắt đền mày. Em đâu có làm gì sai đâu. Mày tin tao đi. Sáu Huỳnh lấy tin bí mật còn thua tao nghe mày nhỏ tao hỏi thiệt mày nghe mấy con nhỏ đó có còn xin con của mày nữa hết em đứt đường tơ lâu rồi anh bà à còn mấy con mụ đàn bà giá vẫn đeo theo xin cho bằng được giống tốt của mày phải không em cũng rút lui rồi anh à bất ngờ bà tới cười banh rộng cái miệng ra và nhìn tôi chòng chọc, chọc mày biết tám râu không tôi giật mình đánh thót bụng nghĩ lão già này lợi hại thiệt ta nhưng cũng đâu có lạ gì trạng bang là rừng của cọp ba tới ngự trị mà tám rô đã từng nhắc ba tới luôn tôi bình tĩnh đáp em có đóng quân ở nhà ổng vài lần đó anh tình cá mối mặn mà lắm chứ dạ cũng bình thường thôi rồi sao mày lui quân mà không trả vốn trả lời gì cho ổng hết vậy Dạ em đâu có nợ nền gì ổng đâu. Dẫn hoài mày nhỏ. Ông có hỏi ý mày định gọi ông bằng tía hay bằng cậu rồi mày đi mày không trả lời. Sau đó, ông gặp tao, ông nhắc sao không thấy hai lôi tới uống rượu chơi. Tao nói không biết mày còn ở bên củ khoai sùng đó không. Nhưng bây giờ mày kẹt cò, pháo hết bánh vô đồng dù được rồi. Sau Tết năm ngoái, Ông dông xuống Sài Gòn Có gửi thư cho tao ký thác nhà cửa lúa thóc Ngoài tao thì mày có thể sử dụng toàn bộ đó Tôi làm thinh Trong đầu nổi lên các em Hằng, Nga, Trúc Mai, Huỳnh Mai Và Mười Kiều Đất Tây Ninh rộn ràng bom pháo Nhưng cũng còn một ốc đảo hòa bình Là một mảnh đất xéo bầu me ở sát cụm pháo trà rầy cách chỗ chúng tôi ngồi chừng 4 km. Chà rầy, thằng này có chừng 10 khẩu pháo đủ loại có thể bắn chi viện chính xác cho bất cứ đồn bót nào bên Củ Chi. Pháo 175 ly nòng dài bắn xa 35 đến 40 km. Còn bề ngang của Củ Chi đâu đến cỡ đó? Bà tới hỏi, mày định chơi thằng chà rầy thì nói thiệt cho tao lo Tiếp với nghe, anh cho xin năm trăm dân công được không anh ba? cha chà, thà mày xin đất đào hầm, xin gạo nấu cháo, thì tao cho ngay chứ đòi dân công, tao móc đâu ra mày. Mà xin tới năm trăm, năm tên còn khó nữa cho nên là năm trăm. Vác đạn cối tám mươi mốt và tải thương mà anh. Tao biết rồi, mày định pháo mấy quả? Một trăm. Mày ước chừng bao nhiêu thương binh? Mười. Bà tới lắc đầu. Không có mười thương binh đâu mày nhỏ. Em pháo rồi ém luôn. Không chạy. Nó chụp mày liền đó. Mày ém đi đâu cho khỏi. Ở đây không có địa lưu thôn liền như bên củ môn. Làng bến đâu nghe mày. Mày thấy rằng cây xanh lố nhố nóc nhà đó không? ấp chiến lược. Ổ phượng hoàng đó nghe em láng chán là chết không kịp ngáp như thằng hai già ở dưới thủ đức đó nó bỏ hai con vợ con mày thì sao em chưa có ai hết đột nhiên ba tới vỗ gốc cây cái thằng mười trưởng tao không hiểu nó nổi nó dắt anh ba và phái đoàn đi về rờ đã đến phước chỉ rồi còn vài bước nữa là qua tỉnh xoài riêng đất con miên không còn bom pháo gì nữa cứ cặp theo ranh giới mà về thẳng trên đó ăn hút không hiểu tại sao lại lọt vô bãi mìn ai gài về anh ba ông nội ta cũng không hiểu được làm sao mà điều tra cho ra được lúc chưa nổ súng thì đã chết ông đại nguyên soái rồi bây giờ một ông tiên phuông đi theo lại có thêm ông quân sư nữa xui xẻo quá chừng chừng rồi bây giờ hoàng thượng băng hà Ông không ăn bom pháo, nhưng tức mình mà đứng tin. Mấy con đầm già ò e tối ngày sáng đêm nghe nhức xương luôn. Cán bộ gặp tao cứ hạch hỏi. Tao bảo, không có ai làm sao hết, im đi. Giặc nó chơi đòn tâm lý đó mà. Bà tới ngó giáo giác rồi hạ giọng. Hai dương, tránh trị viên tỉnh đội. Mới đi rờ về nói có gặp ông Sáu Di. Tôi cười. Gặp ở đâu? Bộ dưới trạm 66 bộ tổng hả? À? Hay ở văn phòng đặc biệt? Bà tới cười và lắc đầu. Đưa tao đứa sa tăng rồi tao kể cho nghe vụ ông Sáu. Rít vài hơi thuốc. Bà tới nói tiếp. Số là như vậy. Lên trên rờ để họp. Một bữa, hai dương được rỉ tai. Anh Sáu sẽ tới huấn từ. Tôi nhảy nhõm có thiệt vậy sao chẳng lẽ thằng cha hai ninh phịa cái tin đó à ơ ơ ơ ngồi im ngồi im để tao kể hết cho nghe đại biểu các tỉnh đến gần đủ mặt đặc biệt có cả tám hà và tư nhật đi mũi nhọn từ sài gòn về nữa họ sẽ báo cáo tình hình cho ông sáu Nắm. tôi kêu lên ưa ừ, vậy tin anh tám cỡi xe đạp qua cầu lái thiêu là tin vịt rồi tin vịt cò hết à? Tụi Sài Gòn tâm lý chiến tài lắm. Tư Nhật còn sống hả anh? Để tôi cho thằng đá về trung an cho chị Tư hay. Tội nghiệp bà điên cả năm nay. Bà và con bé thơ đi lang thang khắp củ chi. Không biết bây giờ đang tá túc ở đâu. Tôi nói một hơi, bà tới trận lại. Trung đoàn mũi nhọn còn nguyên, chứ đâu có như người ta đồn láo đâu ba tới cười khẹt khẹt trong cổ họng. Nó sắp về để dưỡng quân. Nhưng ở trên đang chọn trung đoàn nào xuống thay thế. Xuống tên sinh nhất hạng ba. Tầm bảy nè, ba tới quăng cái đuôi thuốc ướt mềm tắt ngấm. Xuống dưới này nè. Ba tới dậm dậm mặt đất với chiếc dép đứt quai hậu. Dưới này nè, mày hiểu chưa? Tôi ngơ ngác Vậy là ông Sáu Di không có tới hả? Có chứ sao không? Tư Nhật, Tư Chi, năm chuyện đều báo cáo đầy đủ cho ông nghe đợt một. Nghe xong, ông bảo để ông thỉnh thị Hà Nội, rồi sẽ hạ lệnh tấn công đợt hai. Mình đã sang đợt ba, đợt bốn rồi mà anh ba. Ờ, à, tại ở dưới kia âm lịch đi chậm hơn trên này một năm. Thì ra, Ông già tới này học kiểu móc lò của anh Tám Hà hồi nào vậy ta? Xưa nay tánh của ông nghiêm chỉnh lắm mà. Bà tới cười ngất. Cuộc họp đó cũng giống như cái vụ mày cho anh Tư Kiệt xuống địa đảo thôn liền. Bên Củ Chi rồi dắt ảnh qua sông Sài Gòn. Cũng bằng cái bụng địa vậy đó. Hiểu chưa? Thằng cha già ó đâm, ông ta sỏ mình. Nhưng tôi làm như không hiểu gì hết. Bộ anh tư có ghé đây hả anh ba? Hôm tụi bay đưa ảnh về bên cao miên, bị kẹt đường, đi công khai cũng không lọt, nên ảnh ghé đây tạm trú. Ảnh có vẻ lạc quan ghê gớm lắm nè. Ảnh bảo cụ chi có địa đạo ăn thông các xã. Tụi thằng ngó với mày hợp tác cho ảnh leo cây. Ủa, hợp tác đưa ảnh xuống địa? Đi đứng thanh thang, mua hàng trong các tiệm bạch hóa và cô câu lạc bộ uống nước đá nước đạp siro siret đã đời phải không có biết lão già này chơi tôi nhưng tôi vẫn làm thinh để lão làm tới anh tư ảnh nói cái củ chi của mày thịt là ngon tôi ép 25 mỹ sẽ rút hết nay mai tôi tiếp ngay chúng nó sẽ bỏ xác hết ở đây chứ không có về được mống nào đâu mày cho đặc công quánh nó như thằng Huỳnh Thành Đồng phải không? Anh nhớ hồi nãy tôi yêu cầu anh cho tôi 500 dân công đúng không? Để vác đạn pháo chơi cùng trà chứ gì? Không, để lấy xe bò lấy chín loại phẩm đồng dù. Bà tới cười. chín loại phẩm đồng dù, 50 xe bò chở đâu có hết mày? Không, chở TNT xuống địa. Thiệt hả mày? tôi đã đặt ba tấn ngay dưới đít đồng dù rồi mà. Vào đúng giờ, J sẽ châm ngòi. Anh chỉ có việc cho xe bò vô hốt chiến lợi phẩm thôi. Hai anh em tôi chơi qua chơi lại như đánh bóng bàn vậy, bất phân thắng bại. Rồi nhìn nhau cười ngất. Tôi nói, bên củ chi tụi tôi hết đất sống rồi, nên qua ở đậu bên anh đã anh ba. Vậy từ trước tới giờ thì sao? Hồi trước dân khoái, bây giờ dân đuổi, tụi tôi toàn ở trong rừng. Đúng ra, dân họ sợ bom đạn, họ chạy ra ấp chiến lược. Nhưng ông hai mõ đánh công văn hẳn hoi, không cho bộ đội đóng trong nhà dân. Nghe tin chụp, tôi bố trí công sự đại liên trước văn phòng của ông. Ông bảo dời đi. Đây là chuyện thiệt chứ tôi không có đặt láo đâu anh ba. Rồi mày làm sao? Thì tôi rút chứ làm sao Cái thằng Quân sự mà làm vậy sao mày Ông là bí thư huyện ủy mà anh Bí thì bí chứ Ừ phải Mày cứ qua đây với tao Để đám đó ở với tụi Mỹ đi Chỉ vài phát chụp Thì sẽ lại rước tụi bay về đó À mà sao mày không báo cáo Với bà Năm đang khu ủy Để bà nhổ Cổ trầu vô lỗ mũi thằng trọc đó Bà đâu còn trên ngọn cây nữa, bà xuống thấp hơn ngọn cỏ rồi. Mặc cũng phải thôi, cái thứ đái không cao hơn ngọn cỏ thì làm được cái gì? Mà ngồi trên ngọn cây cho thiên hạ chiêm ngưỡng, tức là ngửi chim đó. Bà rơi xuống thì hai sót trám mùa chứ đâu có bỏ trống đâu. Mấy ông nội này khôn lắm nha, Lúc nào cũng có đồ chơi công cộng, tha hồn, em nuôi, cháu nuôi, con nuôi còn đám lính lãi mà mò đàn bà quá sơ sơ thì ăn kỷ luật sắt ngay tức khắc đó như thằng năm ngó nó rắc con khắp cổ chi nhưng nó là bí thư nam chi ai dám làm gì nó đâu chuyện đời là thằng nào ăn vụng chùi mép giỏi chứ không phải có ăn vụng hay không có ăn vụng Bà tới ngoặt ngang nói chơi chơi chứ mày qua đây định giờ Trò gì đây? Nói cho anh ba mày biết được không? Pháo kích trà rầy hay quánh cái suối cụt đây? Thiệt tình thì không có làm cái gì hết anh ba à. Trời trưa nắng, hai anh em ngồi núp dưới bóng tre nói chuyện cù nhầy rồi đứng lên đi chỗ khác. Bỗng có tiếng cãi lấy sen lẫn tiếng cơ bẩm lên đạn răng rắc có vẻ quyết liệt. Tôi bảo thằng Đá chạy lại coi chuyện gì. Một lát nó đem cả bọn đến trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng la lên khi thấy hai cậu du kích nắm tay một cô gái bị trói thúc ké. Trời đất, em làm sao vậy? Báo cáo thủ trưởng, nó vác ca đi vào bầu me chiêu hồi. Một đứa du kích nói, Đứa kia kể công, tụi em đón ở đây lâu rồi, bữa nay bắt dính. Tôi nhìn nàng, Nàng cố tránh ánh mắt tôi. Đứa du kích kia nói tiếp. Thiệt may, nếu tụi em không chặn lại mà chậm chừng một cái tích tắc, thì nó tọt vô trọng rồi. Tụi em định bụp nó cho rảnh. Tôi quát lên. Bậy nè, tụi bay muốn tự hình à? Tôi bước lại cởi trói cho nàng. Bụng tính toán nhanh hơn chấm tọa độ cho pháo. Rồi lại quát hai đứa du kích tụi bay làm hỏng kế hoạch của khu rồi tụi bay biết không hai đứa du kích nhìn nhau không hiểu tôi thừa thắng xông lên đố khỏi đứt đầu đó bay biết ông nào đây không tôi trỏ ba tới ông bắn bỏ tụi bay đó mặt hai đứa từ đỏ rần chuyển sang xám ngoẹt tôi nhỏ giọng sao tụi bay dám bắt dũng sĩ diệt mỹ của r vậy nó đi hồi tránh mà thủ trưởng. Hồi gì mà hồi? Tụi bay làm đợt ba tấn công tịt ngoài bay biết chưa? Hai đứa bỗng nhiên hiểu. Một đứa sụp lại. Thủ trưởng cứu tụi em với. Chúng em không biết. Đứa kia tiếp tục van nài. Tụi em đâu biết gì đâu. Ông xã đội thấy tụi em bắt được con hồi tránh này. Chắc mừng lắm. Ông bảo chụp được một tên chiêu hồi còn giá trị hơn cái thằng Mỹ bị bắt ở chuông viết hôm trước đó. Ông dặn hệ nó cự nợ là cứ bắn. Tụi em chắc kỳ này được thưởng huy chương chứ. Ờ, à, để đó rồi tao thưởng cho mày một băng AK. Thủ trưởng à, thương tụi em giới đi. <laughs> vừa nói vừa khóc. Tôi bảo, thôi, về bảo ba tuần xã đội và tao đã nhận lại được cô dũng sĩ rồi nghe không? Dạ. Bậy quá, nếu không có tao ở đây, kế hoạch hỏng hết rồi. Dạ thủ trưởng tha cho em. Rồi hai đứa giao cây AK cho tôi. Bọt nhanh. Tôi tháo băng đạn, giao cây súng cho thằng đá và quay sang nàng dũng sĩ. Em đi đâu vậy? Nàng không đáp, tôi lại kiếm chuyện hỏi. Em muốn độc lập đắc chiến hả? Sao không cho anh hay? Nàng vẫn không đáp. Tôi nói tiếp. Lần trước em đánh Thái Mỹ. Cũng không cho anh hay. Nên hỏng trận đánh. Em bị thương. Lần này cũng vậy. Nàng vẫn làm thinh. Tôi bảo thằng Đá và thằng Tiền đi trước. Còn tôi ở lại. Bà tới hỏi. Con nhỏ nào vậy mày? Con bảy dũng sĩ diệt Mỹ rờ đó. Trời đất, con bảy mô mà chiêu hồi sao? Chuyện này xảy ra đã gần 30 năm. Nay tôi ngồi ghi lại và xin trả lời ông ba tới. Tới trường muốn chiêu hồi thì cỡ nào lại không đi chứ? Ông tránh ủy mặt trận tiền phương Tám Hà nè. Ông tham mưu trưởng E. Phạm Văn Sướng không chiêu hồi là cái gì? Ông Giao xin ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản liên xô không chiêu hồi là cái gì? thì xá chị cô du kích gốc địa chủ này, tôi lặng thinh không biết trả lời làm sao. Bà tới nói nếu không có mày ở đây, tụi nó cạch con nhỏ rồi. Mày đi riết theo cứu nó mau. Cái đầu tôi hóa thành hòn than đỏ rực, không còn biết tính toán gì nữa. Bất giác tôi nói Đem về bệnh thì người ta giết nó Hay là tôi để để anh lo giùm Bà tới lắc đầu Tao không dám lãnh đầu Bà tới chưa dứt lời Tôi đã vọt theo tụi thằng đá Chúng nó dắt con nhỏ đi xa xa trước mặt Giữa nắng trưa chói chang Tôi đưa tay lên miệng hú một tiếng thật to Tụi thằng đá quay nhìn thấy tôi Thì dừng lại dưới bóng cây tôi đi tới hỏi sao em đi đâu vậy mô mô làm thinh mím môi chặt rồi quay lưng tôi nắm vai nàng quay lại nhưng nàng vùng ra rồi ngoảnh mặt chỗ khác thằng đá nói nãy giờ em hỏi chị cũng không có trả lời gì cả tôi nhìn phía xa xa bên trái rặng cây xanh đen giữa ấp lâm bồ nơi có nhà má hai thu hà đang ở đó Nàng đang đan áo và mũ cho con Còn cái kia Xa mù kia là gót chàng Nơi có vườn sầu riêng Và chiếc cầu đá nơi tôi ngồi đàn Bản thiên thai Cho đàn cá dưới cầu nghe Mùi sầu riêng chín như còn phản phất đâu đây Tôi bảo Thôi đi về văn phòng Tiễn, đá Mô vọt lên đi trước Kế đó là hai thằng bé Cả đoàn đi dưới nắng gắt bụi mờ không ai nói một tiếng với nhau đã nhiều lần tôi từ cuối hàng chen lên trước định nói chuyện với nàng nhưng mỗi lần nghe tiếng chân tôi nàng tụt lại đi sau cùng thành ra tôi không thể nào nói được gì với nàng hết hai thằng bé hiểu cả tôi lẫn nàng cứ chốc chốc lại nhìn tôi như hỏi làm sao bây giờ anh tôi thấy khó xử quá giao cho huyện ủy thì nàng mất hết. Còn đem về đơn vị thì sớm muộn gì chuyện đi bầu me của nàng cũng lộ ra. Tôi bảo hai thằng nhỏ, đây là công tác đặc biệt của ông ba tới tỉnh đội trưởng Tây Ninh và anh giao chị Bảy thi hành. Các em về đơn vị, không được nói cho anh, em hiểu không? Dạ, nhớ đó, hai đứa du kích bầu me làm hỏng hết rồi anh sẽ có kế hoạch khác. Hai đứa nhỏ tuyệt đối tin tôi, nên không có chuyện gì bể hết. Nàng trở về đội nữ bình yên vô sự. Hú vía. Trường 132 Ba ngày bốn trận Suối cột Trận đánh nhỏ Bi kịch lớn Rừng tre Chết ba ban chỉ huy đại đội mươi lính Vườn trầu Vĩnh biệt tình yêu Trận kết 25 năm cầm súng Tình hình yên lặng quá Ở trên cứ dục đánh hoài Nhưng các ông lớn Ở trong hầm rất kỹ Họ quên rằng Chính họ đã ra lệnh phân tán mỏng Để khỏi bị tiêu diệt Tán mỏng thì chỉ đánh du kích thôi Chứ gây trận sao được Với những cuộc hành quân Việt Mỹ nhỏ nhất là cấp trung đoàn, lớn nhất là hai ba sư đoàn một lần. Tôi đã yên thân với cái chánh sách đó bên cạnh thu hà, chờ đứa con ra đời rồi sẽ tính tới. Nhưng nào có được yên thân đâu? Lệnh phân tán mỏng vừa xong thì lại lệnh phải tập trung đơn vị lại để đánh. Đơn vị như cái xe bò nát vậy, kéo đi cũng rã mà bỏ nó nằm y không xài cũng rã luôn. Vậy tốt nhất đem dùng nó được việc gì hay việc đó. Súng ống chôn dấu, móc lên. Lính tráng cho nghỉ phép, bây giờ gọi trở lại. Còn cán bộ thì chân tới chân lui. Không được mấy người còn nhiệt huyết như gà rót. Đã độ nỗi gì chứ? Trong tình thế đó, ban chỉ huy họp bàn đã quyết định đánh bót suối cụt. Đó là một cái bót nhỏ thuộc xã Phước Hiệp, đâu chừng một trung đội địa phương quân trấn giữ nằm trên tỉnh lộ A nối liền với bót Trung Hòa cách bót Thái Mỹ chừng 4 km cách quận lị Củ Chi chừng 6 km nếu suối cột bị tấn công sẽ có 3 mũi tiếp viện chớp nhoáng đó là Trung Hòa, Củ Chi và Đồng Dù mục tiêu rất nhỏ nhưng rất là khó đánh vì không có địa hình thuận tiện cho việc chuyển quân và bài binh bố trận. Ba bên là nhà cửa dân chúng, ấp chiến lược, chợ búa. Thất cao đài, còn một bề thì dây trì gai và bãi mìn chết. Kế hoạch 11 giờ đêm nổ súng, nhưng chưa tới giờ thì đã bị lộ. Lính trong đồn bắn pháo sáng kêu cứu. Đại liên trong đồn vét trên mặt đường chặn lối tiến quân của địch tôi kêu tư thế dập cối mở đường cho xung kích vào cây xăng tư nhân bốc cháy sáng lòa trinh sát báo cáo tôi thằng sáu đông bị mìn văng mất cây mười ly tám rồi quán xung kích bắt thang leo lên nóc thì bị dội xuống rồi báo cáo nóc đầy bùi nhùi gai leo lên không được tụi lính chống cự ác lắm mình lên bao nhiêu thì rớt bấy nhiêu tôi bèn kêu đem súng phun lửa tới. Nhưng trinh sát báo cáo, không có. Tôi quên mất súng phun lửa trên rờ đòi. Đem trả hồi sau đợt một thì còn đâu nữa. Tôi lại kêu đem bộc phá xào đánh tường. Nhưng đạn bên trong túa ra, không bô gần tường được. Tình thế thật rối ren. Chiến trận xảy ra chưa đầy 15 phút thì pháo Trung Hòa bắt đầu đề pa có trái rơi trúng đội hình của C1. Một trái rơi sau lưng tôi nghe tiếng miệng vang. Đồn này có công sự bê tông. Hãy bị tấn công đã lính chui hết xuống hầm để cho pháo hủy diệt trận địa. Chơi kiểu này chỉ có thời chống Mỹ, chứ thời đánh Pháp không có. Dakota thả pháo sáng rực trời, chẳng khác chi ban ngày. Thằng Tiến đẩy tôi vô một ngôi nhà và nói, anh vô đó có hầm đó. Vô hầm mà không có máy thì làm sao mà chỉ huy đây? Tôi trần chờ, bỗng được báo cáo, bảy sơn, trung đội trưởng C3 bị thương. Bảy sơn là xã đội trưởng Phước Hiệp, tôi bắt lên phong chức, giao cho chỉ huy 1C. Sơn đang nghỉ phép, nhưng nghe đánh suối cột thì trở về tham dự sơn thuộc đường vùng này nên hướng dẫn đơn vị rất nhanh bây giờ nó bị thương biết cậy nhờ ai làm hướng đạo bây giờ tôi có linh tính trận này không ăn gọn như phước hưng và thái mỹ nhưng tôi không nói ra bây giờ quả y như vậy cho nên tôi hét xung phong xung phong đơn vị nghe lệnh xung phong thì cấp tấp rút lui hết một ông già ở đâu không biết chạy đến trước mặt tôi chắp tay xá xá. Tôi xin ông chỉ huy, đánh tới đó thôi, cho nó sợ đủ rồi. Cho giết hết thì tội nghiệp cho vợ con họ. Mà rồi tốt khác kéo đến cũng như không à. Mà rồi mấy ông cũng không khỏi tổn hao xương máu. Đâm lính này hiền khô chứ đâu có khuấy phá gì đồng bào đâu. Tôi bảo hai khởi điều động thương binh ra, bày ra có việc rút lui, còn tôi ở lại giải quyết những vấn đề lòng thầm. Mẹ kiếp, cái đồn chỉ có bằng hai ngón tay chéo, đánh không được, mất hết uy tín lâu nay. Nhưng nếu trần chờ tới sáng, thì xe tăng đồng dù sẽ ra trận biết mấy ngách hết đường rút. Người chỉ huy phải biết nhẫn nhục, không nên nóng nảy mà giết hết lính. Ông già lôi tay tôi vào nhà tránh đạn. Tôi đi theo như máy. Thằng Tiền chạy theo. Một người đàn bà đứng bên ngọn đèn. Nhát trông thấy tôi suýt kêu lên. Quen quá mà không biết là ai. Người đàn bà cũng nhìn tôi sừng sốt. Có lẽ cũng thấy tôi quen. Ông già lấy cái vỏ bình làm bằng trái dừa để trên bàn. Vừa dở nắp chậm chạp vừa ngó tôi. Tay lôi chiếc bình, rót nước tràn cả ra ngoài. Mời ông chỉ huy. Dạ. Chú em uống trà được không? Ông chủ nhà hỏi thằng Tiện. Dạ, bác để đó cháu. Tôi nâng tách nước. Cổ tôi cháy như than. Tôi ực liền mấy hớp. Trà ấm chạy khắp châu thân. Tôi đặt chiếc tách lên bàn. Mắt người đàn bà từ nãy giờ không rời tôi. Chị ngập ngừng rồi hỏi. Xin lỗi anh có phải là người tân bửu không? ủa sao chị biết gốc tôi vậy biết chứ sao không biết rồi chị ồ lên khóc chị là ai em là con nguyệt nè nguyệt nào tôi hỏi mà như trong mơ nguyệt con của ông chủ tịch làng bình khánh đó tôi kêu lên một tiếng rồi quay lại ông già người đàn bà nói ba em chết rồi đây là cha chồng Nguyệt chị của Ánh phải không? Phải. Em có chồng về đây lâu rồi. Trời ơi, cuộc đời gì kỳ lạ như thế. Hai đứa thổi nhỏ học chung lớp, lớn lên bà con cặp đôi, tưởng thành ai già quát lơ. Lúc gặp Ánh trên rờ tôi tưởng là Nguyệt, nhưng chỉ là cô em. Nguyệt đã già đi một thế hệ cũng như tôi mà không hay. Ôi cái tuổi già. Chồng em bị tù ngoài côn đảo mấy năm rồi, không có tin. Nguyệt quay vào trong và kêu, Diễm à, ra chào cậu hai nè con. Cậu hai nào má? Cậu hai bên bà ngoại đó. Thằng tiện dục, xe tăng tới rồi ngay. Thôi tôi đi nghe. Tôi chào chung chung chứ không nói riêng với ai. Nguyệt lôi tay con nhỏ đến trước mặt tôi rồi nói. Em cho anh con diễm nè. Thằng Tiến dục. Xe tăng tới, mau anh, nó đẩy tôi ra cửa. Tôi chạy, tai nghe tiếng khóc sau lưng rồi giọng của Nguyệt. Anh có cần gì nhắn cho em nghe? Trời rượng sáng, thằng Tiến dắt tôi chạy. Tôi cũng không hỏi chạy đi đâu. Bỗng thấy lùm xùm trước mặt. Tôi chạy riết tới bảy sơn, thì thấy nằm trên bọng phết đất dân công khiêng mệt đuối để xuống nghỉ một người đàn bà vật vã la khóc bên cạnh ai vậy dạ chị bảy ai cho chị hay vậy dạ ông hai khứ chị bảy than khóc thảm thiết năm hồng y sĩ báo cáo dạ em cho ga rô rồi anh hai nhưng gãy xương cả hai chân ở đây không giải quyết nổi phải đem về nhà Chắc phải đi qua bưng cổng mới cứu được đó anh hai. Vì bảy càng gào to lên. Trời đất ơi, gãy hết hai chân làm sao sống. Tôi đã nói đừng có đi, đừng có đi mà không có nghe tôi. Tôi không nuôi nổi mấy đứa con đâu. Bây giờ đó, rồi quay sang tôi. Anh hai đừng cho chồng em đi lên rờ nghe. Em biết mồ mã đâu mà tìm. Em lạy anh hai, em lại anh hai để cho em chở anh đi nhà thương cộng hòa ở sài gòn người ta cứu giùm còn thảm não nào hơn thằng tư ích ngày mai làm đám cưới tối nay lên bàn thờ cái đời chỉ huy của tôi chỉ gặp toàn những cảnh như thế này đành gục mặt tôi bảo chị bảy chị để cho anh em đưa anh bảy đi mới cứu được chị bảy à chị lắc đầu bị thương như vậy Khiên đi cũng đủ chết rồi. Từ đây lên rờ đâu có phải gần. Đi chưa tới đã chết. Em biết đâu ở mà tìm. Thôi, anh hai để ở nhà cho em chôn Dân công tiếp tục khiên. Chị Bảy đi theo. Tiếng khóc át cả tiếng máy xe tăng. Vô tới mi vườn. Thoát một đám ma thì lại gặp một đám ma khác. Thằng Hùng, em cô quán chắc thính giả hẳn còn nhớ cô gái ở ràng phải không em của ba quyết chết trận paris tân quy ông già đến bốc xác đem về chôn trong vườn nhà thằng hùng em ba quyết và sáu quán còn thằng con trai độc nhất ông sợ cột chồng nên không cho đi theo quân cướp nước bảo ở nhà thằng nhỏ vô nhân dân tự vệ cô quán đi cứu thương gặp thằng em bị thương thằng hùng còn nói được rõ ràng và còn nhận ra được chị chị đừng băng cho em em không cần thằng hùng bức băng ném tung và quát anh ba muốn em đi theo ảnh nhưng em không muốn còn ba sợ em như anh ba em tiếc là em không báo được cho sếp đồn chị nói ba đừng chôn em gần anh ba anh hai nè hùng tôi chen vào đám đông và cúi sát mặt nó Thằng Hùng quay mặt cười nhợt nhạt. Tôi không biết nói làm sao. Người dân ở giữa bom đạn. Đi bên nào cũng chết. Tôi bảo quán. Em đem thằng Hùng về nhà đi. Rồi anh sẽ đến chia buồn với bác sau. Ông già chết cả hai đứa con trai. Rồi sống làm sao đây? Còn Nguyệt. Người bạn gái thời thơ ấu. Quá chồng đã mấy mươi năm. Còn sống bao nhiêu năm lạnh lùng nữa đây? đơn vị cuối cùng chạy về rừng tre bên trạng bàn mục đích là để đánh lạc hướng địch rừng tre là tiếng gọi của địa phương chưa không có tên trên bản đồ nó nằm trong xã lộc thuận quận trạng bàn có nhiều tre trúc dọc ven rừng cả trúc và đường số 6 từ trạng bàn đi vào bến bùng binh sông sài gòn phía bắc giáp với con đường đá đỏ dọc theo sông ngược lên thì đụng sóc lào còn trở xuống thì đụng đường 15 đi về hố bò, An Nhơn và Phú Hòa Đông. Ở đây pháo trà rầy sơi ngon như phở tái, pháo Trung Hòa cũng ăn gọi, còn đồng dù thì chơi pháo nòng dài dư xăng. Ở gần đường tre có suối Lộc Thuận, nơi đây năm 1960 là trường tân binh của quân khu, mới khai giảng được một khóa, rồi dẹp tiệm vì lính của ông hiệu trưởng đưa ra đơn vị yếu nhất không vác nổi thông đạn. Ở vùng rừng tre này cũng bắt trước củ chi, đào địa đạo chừng vài trăm thước rồi bỏ luôn, không ai dám chui xuống, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Trước đây vùng sóc lào và dọc lộ số 6 nhà cửa khá sầm uất nhưng từ sau ngày có quân xâm lược thì chiến tranh lan tràn. Người dân tả nó ấp chiến lược hoặc đi Sài Gòn. Nhiều nhà ngói rộng lớn và vườn cây trái bỏ hoang, thấy rất đau lòng. Đầu năm 1966, quân đội Hoa Kỳ mở cuộc càn quét dân trong vùng từ Lộc Thuận xuống tận Phú Hòa Đông đi sạch sẽ. Lộc Thuận chỉ còn căn cứ của hậu cần ở rừng tre quân y trạng bàn ở rừng Cả Trúc. Dê 14 Tây Ninh thì xịt lên xịt xuống vùng Cả Trúc. Trạng cỏ suốt năm cứ vác xuống chạy rong. Đến đội sáu di phát quạo và lên tiếng trời rùa. Mong cho quân Mỹ nó đốt sạch rừng bời lời trạng cỏ. Để tỉnh đội Tây Ninh ra mặt đánh đấm với người ta. Năm 1966 67 củ chi không còn đất sống. Chúng tôi phải qua trạng bàn ở đầu. Chính là nhờ khu rừng tre này đây. Ba tới tỉnh đội trưởng Tây Ninh cũng đang chạy lang thang như chuột cháy hang gặp tôi. Bảo, tao cho ở tạm nhưng không cấp gạo đâu đó. Chúng tôi phải tự tìm mua từng bao gạo đem ra rừng nấu lấy mà ăn. Cá không còn nước, phải lóc lên trên bờ tìm cách mà sống lấy chứ sao. Trong lúc ở đậu, chúng tôi kết nghĩa với dê 14 để giúp đỡ nhau. Một lần, hai bên bàn kế hoạch đánh xe tăng. Sắp dàn trận thì bộ chỉ huy dê 14 cáo lui, không có lý do. Chúng tôi liều mình đánh luôn. Bị xe tăng đuổi chạy tuốt tới xóm Ba Cụm. Kịp lúc đó, trên rờ tăng viện cho một trung đoàn gốc Thanh Nghệ Tĩnh thuộc f 354 mà đài xâm lược tung hô là đơn vị Trung Dũng Kiên Cường được bà phó tư lệnh nhận làm chị nuôi. Nhưng vừa đến Sóc Lào, trên rừng tre chừng 5 km, thì bị một trận B-52 đứt gần một dê, đó là dê 8. Để vớt vát tinh thần, Trung đoàn này phối hợp với chúng tôi đánh quân Mỹ cụm ở Bảo Châu do hai đồng chỉ huy bị Mỹ sơi luôn. Thế là hai đồng mất tinh thần, bỏ đơn vị đi lang bạt kỳ hồ, xin cơm ăn như một tên hành khất. Qua những trận e trung dũng kiên cường đụng với Mỹ ở Bảo Châu, bùng binh, trạng dầu bà, rừng cả chúc, quân Mỹ tìm thấy xác lính Bắc Việt nên bắt đầu xài hóa học rắc dài từ bời lời, sóc lào, bà nhã, nam lộ sáu, rừng cả trúc, rừng tre, đến tận hố bò. Đêm đêm máy bay, mâu hốc, chụp hình tìm dấu vết hành quân, hầm trú ẩn, vết xe bò chở gạo, pháo bắn, canh chừng suốt đêm. Ngoài ra, còn có biệt kích được thả vào bìa rừng nữa chứ. Có một lần, Mỹ bắt được một cậu liên lạc tên là Nguyễn Văn Binh. Có lẽ cậu này khai báo, cho nên cách đó ít lâu thì út lịa trung đoàn phó bị bắn chết ở vùng này cùng với nguyên ban bộ văn phòng của E-268. Hoàng Chí Thanh xuống thay thế, đem binh đi đánh bót tân thông không xong, đánh luôn bót cầu ván thì bị xén mất trọn một tiểu đoàn. Thanh bỏ luôn đơn vị trốn về rờ chạy tội. Chẳng khác nào ông đầu trọc năm sĩ sau trận pháo tầm lanh. Cái trung đoàn này còn có tật là đánh cuội tức là nổ súng vào khoảng không để báo cáo láo. Thực tế vào năm 1969, có một đại đội chỉ còn chừng 18 đến 20 lính súng nặng súng cối đều bỏ trong hầm chỉ còn AK nhưng không đủ lính cầm đây là thời kỳ Ba Tam làm trung đoàn trưởng vì không có đủ quân số nên cán bộ lấy tiền xài tha hồ trong lúc đó lính xâm lược của Ba Tam giả làm biệt kích Sài Gòn trận đánh các đoàn tiếp tế của quân xâm lược làm ăn được vài cú thì ló cái đuôi ra. Quân khu phải trả cả đơn vị về cho bà chị nuôi nuôi nắng. Tất cả mọi việc kể trên đều xảy ra ở chung quanh khu vực Sóc Lào, Bà Nhã, Tràng cỏ, Rừng Tre. Trong ba năm liền, lính xanh Bắc Tử Nam bỏ xác ở đây cả ngàn tên. Vùng này có vẻ như bị Mỹ bỏ quên từ mậu thân tới nay. Cho nên sau khi không ngon sơi cái suối cột thì tôi cho đơn vị chạy thẳng một lèo không quay đầu ngó lại. Ở rừng tre để nghỉ quân và đánh lạc hướng mục tiêu quân Mỹ. Tôi đã cho đào công sự trước ở đây từ lâu. Bây giờ chỉ kéo lên sẵn cái ổ đẻ. Chứ đâu có mất công gì đâu. Lính thì mắc xuống lên cây. Chồng càng ngủ. Tôi nằm lên võng đầu óc còn mơ màng bộ bảy sơn. Thằng Hùng và Nguyệt. Nguyệt, Ánh. Hai chị em giống nhau như Đúc. Hồi đó Ánh mới biết đi lẫm đẫm. Khi gặp trên rờ ở nhà ông ba tháng đêm đó, tôi tưởng Ánh là Nguyệt. Nếu Nguyệt biết chuyện của Ánh chắc nàng buồn lắm. Rồi tôi đi vào giấc ngủ và những giấc mơ và ác mộng cùng một rốc. Bỗng có tiếng đập võng kêu, anh ai, anh ai, xe tăng nghe hai tiếng xe tăng thì dù cho ngủ mê cách mấy cũng phải tỉnh tỉnh ngay chứ chết cũng phải sống dậy chạy ở đâu nó tới rồi kìa thằng tiền đứng trước mặt tôi Trỏ tay ra bìa rừng ngó quanh tôi chưa thấy ai nhúc nhích cả tôi liền nhảy xuống đất quát sao còn nằm đó thằng tiền nói tiếp du kích ba cũng nó bắn báo động nữa kìa ôi ba thằng du kích cơm hai khởi nói chuyện nhựa nhựa xe tăng ở dưới đồng dù lên đây nhanh vậy sao nó bay ông nội ơi trực thăng cái chuối móc nó đến tôi gắt ông biết bây giờ là mấy giờ không mười một giờ trưa rồi đó hai khởi bật dậy hét đứa nào báo vậy liên lạc với C3 lên báo cho ban chỉ huy. Xe tăng chia làm hai cánh, một cánh bọc ngoài ruộng, một cánh ghim thẳng vào rừng. Hai khởi gắt, liên lạc C3 đâu rồi? Dạ nó trở về dưới rồi. Thằng Tiến vừa dứt lời thì thấy hai chiếc cá nhái lướt qua ngọn cây. Tất cả đều hụp, né, trốn. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Tăng tới thiệt rồi cá nhái dẫn đường đây. Bảy ga bảo, đứa nào leo lên cây dòm coi. Thằng Tiến leo vọt lên cây, bắt ông dòm nói xuống. Dạ đông lắm. Đông là bao nhiêu? Hai mươi, hai mươi mấy. Tôi đoán chắc C3 của hai nhiên bị tăng áp sát, nên không chạy về đây được. Báo cáo anh hai có xe tăng. Biết rồi, cho các đại đội bố trí đi nằm tại chỗ không được bỏ công sự đây là cái lệnh bất đắc dĩ lính nào lại bỏ công sự mà phải bảo trực thăng quần trên đầu lá cây cuộn lật ngửa lên như bão tới tôi lấy thuốc ra hút thấy tay mình hơi run khi kê bật lửa lên mồi thuốc tụi nó đuổi theo mình chứ không phải tao ngộ chiến bảy gan la lên. Ông hút thuốc khói lên nó thấy đó. Hai khởi quát, xuống hầm đi, thằng tiện hụp xuống. Trồi lên để quan sát chứ. Bỗng tiếng đại liên, rồi B40 tiếp theo. Tôi nghe đất lắc lư, tôi nói thầm trong bụng. Mẹ tăng M48, nên đất mới rung rung kiểu này chứ. Tiếng nổ loạn xạ DKZ, B40 lẫn cả nông 20 ly, 40 ly của xe tăng, rồi rầm rầm tiếng đề ba của pháo, đạn bay vút ban đầu, xè xè, bùm nổ ngay sau lưng. Thằng tiền la lên, anh hai, súng hầm mau, pháo trà rầy câu tới đó. Ông 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 liên tiếp. Gì vậy Tiến? Cá lẹp phóng rocket tiếng xích sắt nghe rõ cò két cò két như tiếng nghiến răng đất rung chuyển mạnh thằng tiền nắm chân tôi lôi xuống thằng đá ở đâu đó chạy về hỗn hển nó ngừng lại ngoài bìa rừng rồi anh hai ơi tụ bay đem bốn mươi ra phía trước chặn lại thằng đá và hai cậu trinh sát vừa lọt đi thì hai chiếc thần sấm tới vút sát ngọn cây, thấy rõ cái mụn đen ngòm đeo mấy trái bom. Nó vòng lại, thì đầm già vừa bắn điểm, khói lên mù mịt ngay bên cạnh. Chạy! Thằng Tiến la lớn lên. Tất cả vọt lên khỏi hầm, thì hai trái bom rơi ngay bên cạnh. Đất đá bay rèn rẹt, cây đổ ao ao. Cả đám lòi lưng ra, cố trườn dậy chạy xa điểm ram Cá lẹp rớt rồi. Chắc ông lứt bắn đó. Sau ba đợt bom, xe tăng lại tiến vào rừng. Khói bốc mù mịt không còn thấy đường nữa. Bảy ga bảo, chạy qua C4 đi anh hai. Ờ, à, mỗi người xuống một C. Bom dội, pháo bắn liên tục. Tôi nghe nóng ran như đang ở trong chảo bắc trên bếp. Nó chơi tới súng phun lửa rồi rừng bắt đầu cháy cây nổ gió quay cuồn cuộn ù ù khỉ chuột cũng cháy thiêu theo tôi móc căng 54 ra khỏi bao quát không ai được rời khỏi trận địa đất rung lên bần bật xe tăng tiến tới rồi dừng lại chờ bom bò dứt loạt và cá lẹp phóng rocket một chập rồi lại lủi vào chúng hạ thấp nòng súng bắn xéo đạn đan thành đường chéo với nhau trên đầu nắp hầm. Ló lên là rụng ngay lập tức, bể sọ. Nếu trông thấy một bóng người là nó càng tăng cường hỏa lực để tiêu diệt. Sau lệnh của tôi, tất cả đều ngồi im dưới hầm. Bỗng nghe rầm một tiếng. Thằng Tiền la lên. Cá lẹp rớt rồi. Đại liên của sáu lức nổ. Tôi nhìn qua lỗ trống, thấy xe tăng tới, Thằng lính đội mũi sắt đang ghìm đại liên về phía này. Thằng đá hỏi, bắn chưa anh hai? Chưa. Hai khởi gắt, chờ lệnh của ông, đừng bắn ẩu nghe thằng Bắc Kỳ con. Nó bò tới gần của anh hai ơi. Khối thép đen ngòm, lù lù lăn vô, xích khua cò két, cò két, như con quái vật nghiến răng nghe rợn xương sống. Còn chừng hai mươi thước, bắn chưa anh hai? Chưa Có 15 thước Nó thấy mày không Nó hướng qua từ tới C4 rồi Sát quá rồi Chừng nào nó thấy mày thì mày nổ trước nó Tôi bảo vậy Tiền năn nỉ Đá ơi Mày đừng bắn nghe đá Nếu nó thấy mục tiêu thì nó phun lửa rụng hết rồi Chiếc xe tăng tắt máy lớn, chạy máy nhỏ êm ru rồi dừng tại chỗ. Tôi bảo thằng này có vẻ làm nhiệm vụ cảnh giới thôi. Một giờ, một giờ rưỡi, chúng không tiến tới. Pháo trà rầy vẫn giã không ngớt, tiếng ầm ì vẫn vang vang bên ngoài. Bỗng nghe đánh xẹt gần bên. Tôi hỏi, thằng Tiền đáp, nó bắn pháo lệnh gì đó chắc. Ừ, đám cá lẹp cá nhái đâu mất hết rồi. Nó thụt lùi rồi anh ạ. À. Như vậy, chúng tôi đã nắm thắt lưng Mỹ mà đánh và đội bạt bom Mỹ trong 6 tiếng đồng hồ rồi đó, chứ ông đại tướng mặt vuông. Các ông hô hào đánh Mỹ, nhưng các ông có biết Mỹ ra sao đâu. Hầm các ông sâu còn hơn, hầm âm phủ nữa mà. Ở dưới đó tha hồ mà hò hét xung phong ha. Tôi bảo trinh sát chạy xuống các xe cho rút về cỏ ống. Bộ phận nào còn khỏe thì cho đi thẳng xuống luôn vườn trầu. Kêu bảy ga và hai khởi điều động toàn bộ. Còn tôi thì ở lại sau. Thằng Tiến và thằng Đá vác AK và B40 ở lại với tôi đi khảo sát trận địa. Chúng nó rút thật. Lửa cháy rừng đỏ một góc trời. Khói cuộn ù ù. Tôi vừa che mắt vừa đi vừa chạy. Trời sầm tối, đã của ta bắn pháo sáng yểm trợ chúng rút đi. Thằng đá xẹt đèn pin rồi thụt lùi lại. Tôi hỏi, nó kêu lên, ghê quá anh hai ơi. Ba đứa cháy đen thui miệng há hốc, ăn ca cháy quẹo, B40 thì cong rồi. Thôi bỏ đi, miệng nói vậy nhưng tôi cố nhìn. Hàm răng nhô ra, có cái sáng chói. Tôi biết đó là hai nhiên, anh Bắc Kỳ già. Anh em gọi là Sáu già, có đứa gọi là bố. Tôi đã từng cảm xúc đậm đà khi gặp anh ở bầu lách lúc đó chưa dưới quyền tôi. Tôi hỏi, sao bịt răng vàng làm gì? Bộ làm le với ai à? Le gì đâu anh hai, bịt vô răng mình không bán không cho ai được. Chừng xong chiến tranh về thì cho mẹ đĩ, làm bốn buôn bán nuôi mình chứ chừng đó mình già rồi làm ăn cái quái gì được nữa nghe anh nói tôi rơi nước mắt thương quá trời một con người chân thật như thế nay đã chết chúng nó chơi súng phun lửa đại đội trưởng hai nhiên đã chết rồi hai cậu kia chắc là trinh sát của đại đội mặt mũi cháy thành than không ai nhìn ra được đất miệng hầm đỏ chạch như nung. Súng phun lửa hai ngàn độ, sắt thép còn không chịu nổi nữa là da thịt người. Cách đó ít bước, dưới một cái hầm không nắp, hai người khác ngồi quay mặt về một hướng, cháy queo, tay chân co quắp. Đó là thằng Sáu Mã Tử. Còn đứa nào kia? Thằng Tiện rọi đèn pin sát và nói, để em coi không biết anh hai à Chắc là thằng bọ ngựa quá Tôi đã từng thấy cảnh lính chết cháy này ở trận suối sâu Nên ảo não trong lòng không muốn nhìn lâu Làm gì được bây giờ Thôi cứ nhắm mắt cho qua Đành làm tên chỉ huy dã man không tim Bỗng từ một gốc cây nhô ra một cái bóng Thằng Tiền kêu lên Mẫm, mày còn sống à? Nó không phun tới tao Vừa nói vừa cười Còn thằng bỏ ngựa đâu Không biết Tao chỉ thấy thằng sinh cứu thương chạy qua lúc nãy thôi Đi được một đỗi Thì nghe tiếng riêng hù hù Tôi dừng lại hét lớn Cậu nào còn sống ở đó Tiếng hừ hừ càng nổi lên to Tôi bảo tiền và đá lại xem Dưới một thân cây Lòi ra cặp giò mang dép cao su Thằng Tiền la lên. Bỏ ngựa! Sao mày biết? Cặp giò chẳng hiu của nó đây chứ ai? Bỏ ngựa! Bỏ ngựa! Tiếng trả lời. Mày hả Tiến? Ừ, tao với anh hai đây nè. Sao không chui ra? Tao gãy xương sống rồi. Thì ra, gốc cây ác quá ngã đè lên thằng nhỏ nếu xe tăng cán qua thì nó bẹp nhẹp rồi cũng may ba anh em hè hội khiêng cái cây qua một bên nhưng cây to không nhúc nhích được tôi bảo lấy xẻng đào đất chung quanh thằng bỏ ngựa rồi lôi tuột nó ra ôi trời ơi cha mẹ ơi bò ngựa kêu rống lên thằng nhỏ đã thoát nạn thằng tiền vén áo soi đèn vào lưng nó xoa so, xoa so, ít cái. Hết đau chưa? Tắc tao chết quá mày ơi. Chết chóc gì? Đứng dậy, xe tăng tới kìa. Thằng bỏ ngựa đứng phát dậy, mắt lao liền. Xe tăng đâu? Xe tăng đâu? Thằng tiền rút nút bi đông kê vô miệng nó quát. Uống đi rồi chạy ông nội ơi, ở đó nó tới cán mày nhẹp nhẹp bây giờ thằng bọ ngựa ực mấy hớp. Thằng tiền và thằng đá kè đi. Được ít bước, bọ ngựa chạy như bay. Tôi hỏi, mày đỡ chưa? Dạ còn hơi ê ê một chút. Anh có thuốc cho em xin điếu đi. Tôi đưa thuốc đã đốt sẵn cho nó và dục. Đi về nhanh để kêu xã đội tới chôn cất anh em. Mới lướt qua sơ xịa mà đã thấy bộn bàng rồi được một quãng. Thằng đá kêu lên. No đủ rồi anh hai ơi. Đồ hộp. Đồ hộp. Chắc Mỹ nó đóng quân ở đây. Nó bỏ cả đống nè anh hai. Coi chừng mìn nó nghe. Mìn thì mìn. Đói quá để em lượm ăn cái đã. Thằng bỏ ngựa thấy đồ hộp. Thì cũng ngồi xuống cua lia cua lịa. Thằng Tiến bảo. Mỹ nó cán mày. Bây giờ nó cho mày thịt hộp bồi dưỡng đó. Đắp một miếng vô sương sống đi Hết đau liền Ba đứa quơ hốt Nào là hộp thiếc, hộp giấy Cà phê, sữa, khăn, bằng lông Cả sách nữa Thằng tiền Rọi đèn lên sách rồi la lớn Á, à, ngộ Coi nè anh hai Cái gì vậy Đâm ở trường Thằng bỏ ngựa ngóng cổ Đâu đâu, đưa coi Mày mới lên hừ hừ đó mà nghe nói đàn bà là mày hỏi tới là tôi quát lên vứt đi đem về đơn vị tao phạt đó bỗng eo éo tiếng con gái anh hai ơi phải ăn đó không thằng tiền đáp ngay anh hai hy sinh rồi tụi bay kiếm ni lông lại gói khiêng về đi thiệt hả tao láo cho pháo ăn tụi bay đi tiếng con phương và con hướng xen kẽ. Tôi mới đi ngang qua, hầm của anh thấy còn nguyên mà. Tôi lên tiếng chấm dứt cuộc đối thoại. Mấy em có sao không? Dạ hai đứa bị thương. Vì tụi Mỹ không đánh chính diện. Hường chạy đến ôm tôi hôn lia lịa, Vừa hôn vừa nói, anh còn đây nè, anh còn đây nè. Thằng tiện thằng Đá cười ha hả. Ủa, sao không hôn tụi, tụi nè? tôi nè? Tụi bay về nhà có má mấy con mí con Xuân hôn nha. Hôn đỡ đỡ ít cái bây giờ đi mà. Không hôn tôi, tôi hôn đại à. thụp thập, con hường đấm lưng thằng đá. Thằng tiền đưa đồ hộp cho mấy đứa con gái rồi bảo vừa đi vừa ăn, vừa coi cái này đã quá. Cái này là cái gì? Coi thì biết. Nó chìa sách ra và rọi đèn lên. Đám con gái nhìn một hồi. Không biết là cái gì. Bỗng con hường la lên và vứt cuốn sách. Thằng mắc dịch. Người ta cho coi sách con chửi nữa. Ai coi bà thứ Độ ôn bình đó. Đẹp ghê mà la ôn binh. Đưa đây, cho tôi đốt đi nửa đêm về tới cỏ ống. Tôi kiểm điểm sơ qua thấy mất 60 chiến sĩ, còn các ban chỉ huy thì C1, hai nhiên, mã tử chết, bảy mẫm bị thương. Đại đội 2, năm thơm, hai toại chết, năm đầu ban bị thương. Đại đội 3, toàn bộ chỉ huy, đại đội chết hết. Tôi đề bạt ngay bỏ ngựa lên làm, đại đội phó đại đội 1 và một số BTBF lên đại đội trưởng đại đội phó Đội tìm xã đội Lộc Hưng yêu cầu cho du kích dọn dẹp chiến trường dùm. Để đền ơn họ, tôi tặng 10 khẩu AK mà cho dự giữ lại cũng chẳng có ai cầm cho du kích có lợi nhiều mặt. Bây giờ tôi mới thấm mệt, đau nhức toàn thân. Chân dẫm lửa, hỏng da, mặt mũi, xước, sát. Chưa có trận nào như trận này. Thôi còn sống, đống kích. Bộ binh, xe tăng, cá lẹp, cá nhái, đầm già, thần sấm, pháo lớn, pháo nhỏ, không có món phép nào Mỹ không chơi ở đây. Rừng tre muôn kiếp không quên, tôi không dám ở cỏ ống, mà ráng lê luôn ra vườn trầu trên bản đồ tên chính của nó là Dương Châu, Nhưng dân địa phương kêu trại ra là Vườn Trầu. Đây là một nơi vô danh, nằm tận quốc lộ 1 giữa Lào Táo và ấp Trạng Dầu. Phía dưới Lâm Bồ và Tịnh Phong, cách bót Trung Hòa không xa lắm. Đóng ở đây sẽ tránh được nạn B-52. Hơn nữa, ở gần hai ấp Mít Nài và ấp Mây Đắng, Tôi có quen nhiều, dễ bền liên lạc nhờ mua các thứ cần thiết và lấy tin của quân báo Ba Xuyên. Quân báo cho biết sốt dẻo, Mỹ bị cháy 8 xe tăng, rơi hai trực thăng ở rừng tre, còn tôi mất 9 cán bộ đại đội, 60 lính. Ai thua? Tôi cấm toàn đơn vị không được nói về kết quả trận đánh này, nhưng chỉ ngày hôm sau thì mọi sự đều bật mí dân chúng nhìn thấy đơn vị thưa lính đi, còn cán bộ đeo côn toàn người mới, từ B lên C, mấy ông C đâu mất hết rồi. Đến vườn trầu, hai khởi cho móc dây điện, quân binh là phải biết đề phòng chuyện bất ngờ, tôi cho bố trí mặt trận ngay. Mỹ dư biết củ chi giờ không còn trung đoàn nào thực chất cả. Cô 16 đi đã bị tống ra chân thành làm liên lạc. E88 của năm sĩ thì tiêu tan ở tầm lanh. E268 chỉ còn cái tên mà thôi. E mũi nhọn thì đã nướng ở Sài Gòn rồi. Chỉ còn có E quyết thắng của hai lôi là cầm cự thôi. Chúng quyết lùng, diệt xong là im luôn cái mồm 3 phần 4 hay 4 phần 4 láo toét Mấy bữa rày đi không có về, tôi bỏ Thu Hà ở nhà một mình. Tôi rất lo, bụng mang dạ chữa như vậy làm sao chui hầm được. Nhưng việc nước trước tình nhà, ngàn xưa vẫn thế mà. Đầu óc tôi đặc nghẹt súng đạn. Đóng quân ở vườn trầu, tôi cho chú ý mặt trạng dầu, còn mặt ruộng nước lào táo thì không lo lắm. Giữa bầu trâu và mây đắng, thì chú ý mây đắng hơn đã nửa đêm nhưng tôi vẫn chưa ngủ được tôi cho người sang ông mười bị cục phó hậu cần thủ trưởng của thu hà xem ông có cất dấu súng đạn gì trong vùng này không sau đợt một đã xài sạch rồi còn gì nữa đội mười giờ sáng thì có người đàn bà đi chợ về ngang rồi báo xe tăng ngoài đồng dù vô đông quá tôi phải lội súng mây đắng tắt về đây đó một lát sau thì pháo đồng dù nện rung đất. Trinh sát báo cáo, Sẽ tăng dàn hàng ngang sánh vô ngay chóc chỉ huy sở. Ba tùng xã đội trưởng Lợi Hòa Đông dắt một toán du kích mặt xanh mày xám chạy vô. Tụi nó đổ từ trên lâm bồ, kéo xuống vàng cả đồng luôn. Tôi dắt qua giao cho ông một ông bự để ông lo dùm. Ở bên tôi không có đồ phép kế đó tôi nghe tiếng thu hàn la lên anh hai ơi em với chú mười nè tôi rối ren trong bụng trời ơi qua bên đây làm gì lúc này nhưng ngoài mặt tôi làm tỉnh ờ à, dắt chú mười vô hầm đi xe tăng chạy rung đất máy hù hù nghe càng rối răm thêm lên hầm khá rộng nhưng người dồn xuống đã chật như đêm cối rồi Tôi bảo mọi người ép vào nhau, nhường chỗ cho đàn bà chữa và ông già. Ông mười ru như sốt rét. Pháo bắn dữ quá hai lôi ơi! Nó thì vậy chú à! Vừa dứt lời thì có tiếng kêu. Có hai lôi đó không? Ai đó? Văn công quận bầu phạm sang nè. Trời ơi! Ba cái ông đờn cỏ tây này cũng bám lấy mình đố khỏi chết chùm. Nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chối từ à? Thôi, xuống đây các cha. Trinh sát báo cáo. Trực thăng đổ quân từ tịch phong, dăng hàng ngang dài xuống lợi hoàn đông đen đồng luôn. Rồi, lại có người báo cáo. Trực thăng đổ quân phía sau vườn trầu, trước đội hình đám nữ đó. Một người khác lại tiến vô báo cáo tiếp. Xe tăng bao biết mặt mây đắng rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Vậy thì còn đường đâu mà rút nữa. Chỉ có cách lùi xuống suối đi rong theo nước xuôi qua suối sâu. An phú thôi. Nhưng đường hẹp súng nặng làm sao mà di chuyển được. Nếu nó trông thấy nó quăng lựu đạn thì chết hết. Tôi bèn cho tiền, đá, chạy đi tìm ba xuyên để biết thêm tình hình. Nhưng không gặp, chỉ đụng xe tăng lại có tiếng con gái anh hai ơi em bị thương rồi con bé ngọc văn công mếu máo kêu cứu em bị ở đâu Trước ngực nè tôi kêu thu hà xé áo băng cho nó và quát đừng có khóc lóc làm rối trí anh dạ em không có khóc đâu ngọc quệt nước mắt đáp pháo nổ lục bục như pháo chuột, pháo nện như giã gạo ngay trên đầu. Tôi ngồi cắn răng chịu, quên cả thu hà ngay bên cạnh. Làm sao đây? Nó bao chữ O rồi. Chỉ còn một cách, mở đường máu mà thôi. Trong chớp nhoáng tôi quyết định, phải tìm cách sống qua đầu cái chết. May ra thì sống được, còn nếu ở đây thì trộm nguyên cả đám mất. Tôi kêu trinh sát tới hạ lệnh. Các cậu cho C2 rút theo đường vô bảo trâu đi. C1, C2 tự chọn đường. C3, C4 và đoàn bộ theo tôi. Kế hoạch, tất cả bắn thẳng vào tụi bộ binh ngồi ngoài đồng. Càn trên đầu chúng nó mà vọt. 9 giờ tối, bắt đầu xung phong đồng loạt rõ chưa? Ông Mười giọng run run. Liệu có thoát không em? Mình phải cương quyết à Dắt một đoàn nam phụ lão ấu Đàn bà chữa Ông già Thương binh Gần hai mươi người như thế này Càng qua đầu bộ binh đang vây mình Xưa này không biết có ai chơi chưa Chín nút khó Bù là cái chắc Còn nửa giờ nữa Tôi ra lệnh Tất cả theo tôi sẵn sàng xung phong, nổ súng thẳng vào quân Mỹ mà chạy. Tôi đi đầu, dắt cả đoàn ra tuyến C-3, cho kiểm tra lại cả C-3 lẫn C-4, xem đã thấu triệt mệnh lệnh của tôi chưa. Đúng 9 giờ tối, tôi bắn một phát lệnh và xung phong. Tất cả tung vọt lên khỏi chiến hào và chạy ra đồng. Vừa chạy vừa bắn xả vào đám lính Mỹ đang ngồi hàng ngang, dân trước mặt pháo sáng rực trên trời dưới đất tôi thấy rõ ràng chúng đang ngồi hút thuốc uống nước ngọt bị tấn công bất ngờ bò càn không chống cự được nhờ vậy tôi đưa được cả đoàn ra khỏi vòng vây nhưng chúng nó lấy lại bình tĩnh và quay họng súng bắn theo ngay tôi nghe tiếng kêu của thu hà anh hai ơi em làm sao chạy nổi chứ tôi nắm tay thu hà chạy chậm sau đoàn nhưng nàng cũng không theo kịp thằng đực cõng con ngọc chạy trước mặt dừng lại bảo anh hài cõng em ngọc để em cõng chị thu hà cho đực rất khỏe chuyên vác đạn cối và đại liên nó cõng con ngọc như cõng trẻ em tôi bảo em chạy nhanh đi thằng tiền lôi tay ông mười còn thằng đá không chịu chạy nhanh Cứ quay lại kêu Anh hai ơi mau lên Chị Thu Hà ơi Tôi nghe phía trước có tiếng cười đùa Mày tha cục mỡ sướng rồi Nghe con mèo đực Thằng nào muốn lại đây thay tao nè Tôi nghe các cánh C1, C2 cũng nổ súng và tiếng sung phong dậy trời cứ cho là thoát 50% cũng tốt hơn là bị diệt toàn bộ. Tôi Mỹ chỉ bất cập loay hoay một lúc rồi đuổi rượt theo. Pháo từ Đồng Dù và Trung Hòa gợi theo. Xe tăng cũng quay súng, tiễn đưa chúng tôi bằng những loạt nín thở hai lần chưa dứt. Tôi dìu Thu Hà vừa quát đoàn vừa bắn lệnh. Chạy mau lên, đừng có dừng lại ông Mười Phan cặp giò treo khá nhanh, nhưng không đeo kịp thằng Đực được. Chỉ có mình tôi và Thu Hà tụt hậu xa lắc. Đang chạy, bỗng như có bàn tay vô hình xô sau lưng tôi ngã chúi xuống trước. Thu Hà cũng ngã quỵ. Tiếng kêu lạc giọng. Chết em anh ơi! Tôi vùng dậy bò lại gần nàng. Có sao không em? Thu Hà chỉ cua cua hai tay, không đáp. Tôi hét, tiến, đá, quay lại. Tôi quát, vứt hết đồ đạc. Tôi lột sắc cốt, ném khẩu K-54, mang đồ của Thu Hà. Hai đứa vác chạy, tôi cõng Thu Hà. Nhưng tay nàng sụi lơ, không bám vào cổ tôi được nữa. Tôi phải sóc nàng theo kiểu vác thương binh thân mình gập đôi trên vai tôi. Súng vẫn bắn đuổi theo như tàn lửa dưới chân. Tôi cứ chạy vô tới bờ tre đặt nàng xuống đất, úp mặt tôi vào mặt nàng. Hơi thở nàng đứt đoạn. Tôi nghe tim không nghe đập, chỉ nghe tiếng súng nổ đùng đùng, tiếng quân Mỹ la hét đuổi theo. Tôi sờ tìm vết thương nhưng không thấy máu. Thằng tiện đòi đèn một vệt loang ở cổ tôi đỡ nghiêng đầu nàng qua một vết nhỏ ngay gáy phía trên đầu chỗ ác nghiệt miệng nàng há ra tôi biết nàng gọi anh ơi nhưng không rõ tiếng vạt áo nàng động đậy tôi chợt nhớ giở áo lên bên hông nhúc nhích mãnh liệt trời ơi đứa bé trong bụng mẹ con tôi nó mới được 4 tháng. Thu Hà, Thu Hà, tôi thét lên. Mì mắt nặng nề mở ra, bàn tay xanh lẻ chậm chạp dơ lên rồi rụng xuống bụng. Môi nàng há ra mấp máy, cái chân đạp căng, da bụng mãnh liệt hơn mọi ngày, rồi im. Tôi biết nàng nói câu thường ngày, nó khỏe lắm, chắc con trai anh à mắt nàng khép lại. Thằng đá hét lên, chạy anh ai? Tôi sốc nàng lên vai, thân thể nàng còn ấm nhưng dịu oặt, tóc xỏa dọc chân tôi, vào đến xóm. Người chủ nhà đẩy tôi vào hầm, tôi gục ngay trên xác nàng, xe tăng tới, bộ binh rầm rập theo sau, tiếng đạn lấp tiếng la hét tiếng giày. Thằng tiện thằng đá, Kéo tôi ra, lôi chạy. Nàng ở lại với con. Hai mẹ con. Sáng hôm sau tôi không dậy nổi. Thức nằm trên võng đầu óc tỉnh khô. Nhớ hết mọi việc đêm hôm qua. Bàn chân tròi đạp trong bụng mẹ đi tìm sự sống. Ngột ngạt rồi im. Cứ nhoi nhói trong đầu tôi. Mặt trời mọc trên đầu bụi tre đỏ hoét như đám cháy suốt ngày im như chết đến chiều bảy ga đến cho người trở lại chôn cất thu hà thấy tôi kiệt sức tắt tiếng không thể di chuyển được hắn cho thằng đá thằng tiền ở lại với tôi tôi hỏi anh em hy sinh bao nhiêu bảy ga không đáp chỉ bảo tôi ở lại dưỡng sức hai khởi vẫn đùa bất cứ trong trường hợp nào có cần em tám lệ nắn bóp không Tôi không cười nổi nữa. Hai khởi còn tiếp. Để tôi cho nàng hay. Chắc nàng đem cù la tới cạo đó. Rồi hai người kéo đi. Tôi thèm đi theo quá. Nhưng cố lê ra hàng ba. Ôm gốc cột gục đầu. Ngoài đường đơn vị kéo qua. Tôi biết mặt từng người. Đại đội một, đại đội ba, đại đội bốn, đội nữ. Trời! Chỉ còn bấy nhiêu thôi sao? Tôi nhớ lần hành quân đánh quận lỵ Củ Chi. Tôi mua cả một đám mít Tây, chia ra cả đơn vị xước, rột rẹt, vui quá. Đoàn quân dài hơn cả cây số. Thằng đá dìu tôi vào trong võng. Tôi nằm vật ra, chóng mặt, tưởng địa cầu run như sắp đổ. Rừng tre nuốt mất 60 lính, chín cán bộ đại đội. Rồi mở đường máu vườn trầu mất bao nhiêu nữa trời tối dần buổi chiều ảm đạm nhất đời tôi đời tư và binh nghiệp đám cưới chạy tang xui thật bươm bướm rơi trắng đồng tôi nằm úp mặt vào mép võng như con đà điểu chui trốn sự thật nhưng những cảnh tượng rừng tre vườn trầu vẫn còn nóng rực nơi tôi cái chân nhỏ xíu chòi đạp trong bụng mẹ cứ nhoi nhoi trong đầu tôi nó khỏe lắm chắc trai Thu Hà ơi! Bỗng nghe tiếng pháo đồng dù đề pa nổ dây như pháo tết. Tôi ngóc dậy. Nổ đâu vậy tiện? Nghe hướng trại dành bầu đó anh hai. Chắc không? Thằng tiện chờ dứt hai ba loạt mới đáp. Động đội ngay à? Nó chạy ra sân rồi trở vào. Khói lên chỗ cụm cây cao đó anh hai. Tôi biết đó là xóm nhà nào rồi rồi thì trực thăng đổ quân ào ào bảy cá nhái vòng qua tận đây đơn vị vừa tới chưa kịp bố phòng lại bị nó nhảy ngay trên đầu không trở tay kịp tôi tiên đoán quả thật đơn vị bị xúc gần hết hai khởi bị bắt sống chỉ có mình bảy ga chạy thoát được ai còn sống sót bị đưa về bên kia sông sát nhập vào đơn vị khác Riêng dũng sĩ Bảy Mô thì được bà phó tư lệnh vớt về R ban chức trị nuôi. Như vậy, trung đoàn mũi nhọn, tức quyết tháng 1, đã đem đi nướng rộng ở tuyến lửa Sài Gòn hồi đợt 1. Trung đoàn quyết tháng 2, ở lại trấn thủ Củ Chi làm nhiệm vụ cầm chân địch và bảo vệ căn cứ ở trung tuyến, đã bị đánh tan trong 3 ngày 4 trận cả hai đều có sự đóng góp xương máu của tôi trong năm năm trời và cả hai đều đã vong thân trong chiến dịch mậu thân củ chi đã được quét sạch chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi mỗi lần hồi niệm lại củ chi tôi lại nhớ vườn trầu cái bàn chân cứ chòi đạp nhoi nhói trong đầu tôi giọng nói đứt quãng của thu hà những tiếng nàng mang theo sung mồ như cũng vọng về tìm lại người xưa. Đám cưới chạy tang quá xui, xui thật, nhưng tôi cũng còn một chút hên. Nhờ ốm mà tôi không có mặt ở trại giàn bầu, trận kết thúc cuộc đời của tên Lê Dương Đỏ sau 25 năm lang bạt khắp đó đây. Cũng là trận chấm dứt cái huyền thoại, giải phóng tới cửa ngõ Sài Gòn, 4 phần 5 dân chúng 3 phần tư đất đai và đón bác Hồ Chí Mén vô Sài Gòn. Đúng là một giấc mộng hoang đường của một kẻ ngây thơ chết xuống mồ, còn ôm mối hận ô giang. Chương kết Và sau đây là bài nói chuyện của Dương Đình Lôi trước tiền đình tòa hành tránh tỉnh Bình Dương với hai ngàn đồng bào Bình Dương hậu nghĩa ngày 10 tháng 9 năm 1970. Tôi là Dương Đình Lôi, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn Quyết Thắng, Nguyên quận đội trưởng quận Củ Chi, xin có đôi lời bày tỏ cùng đồng bào. Thưa đồng bào, thưa các mẹ, các anh chị Bình Dương Hậu Nghĩa, đặc biệt đồng bào Củ Chi, có lẽ đồng bào không lạ gì đối với tôi, một người đã từng tiếp xúc mà sống với đồng bào hai ngàn ngày đêm trên mảnh đất đầy mưa bom bão đạn này từ năm 1965 đến nay. Hôm nay tôi xin thưa cùng đồng bào lý do tại sao tôi có mặt ở đây, nơi mà cách đây hai năm, ngay trong đợt hai của cuộc tổng công kích mậu thân, Thượng tá Trần Văn Đắc, tránh ủy mặt trận tiền phương, đã rời bỏ hàng ngũ Cộng sản để trở về với chính nghĩa quốc gia. Trước ông đã có nhiều người và sau ông sẽ còn nhiều người hơn nữa đi theo bước chân của ông. Tôi là người thứ 300.677 đã trở về với chính nghĩa quốc gia từ khi có chính sách chiêu hồi. Tại sao tôi theo Cộng sản 20 năm rồi lại bỏ Cộng sản vậy? Đối với tôi, đây là một vấn đề rất lớn và được trình bày tỉ mỉ. Nhưng hôm nay tôi chỉ xin tóm tắt như sau. Năm 1945, 46, xã tôi có một người tù tên Bình, không biết rõ gốc gác ở đâu, từ côn đảo về. Vì tình hình lộn xộn, cha tôi không cho đi học nữa, chứ không phải tôi tự ý về nhà. Thời kỳ đó, những hoạt động của Việt Minh đều mang danh nghĩa yêu nước, không phân biệt đảng phái. Tôi có chút ít chữ nghĩa nên thích những bài hát cải cách, gọi là bài hát thanh niên như những bài Thượng lộ tiểu khúc, lên đàn, tiếng gọi sinh viên, bạch đằng giang, chi lăng, đống đa, hội nghị diên hồng vân vân Tôi còn thích đi chợ để nghe diễn thuyết, tuyên truyền về lòng yêu nước, trưởng ban tuyên truyền tỉnh là thầy cũ của tôi hồi tôi học lớp nhất ngoài ra còn những vị thầy khác cũng đi kháng chiến hơn nữa có cả ông đốc trường quận và ông đốc các trường liên tỉnh cũng đi kháng chiến những vị này đến nhà tôi được ba tôi tiếp đãi rất trọng hậu mấy đứa học trò thấy thầy mình đi theo việt minh thì ắt phải nghĩ rằng đó là một việc làm đúng đắn một hành động ái quốc ông bình thường tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản bên liên xô các thằng sở năng các thụ sở nhu không ai hiểu gì hết cũng không ai biết liên xô liên xiết ở đâu cả ông bèn giải thích các thằng sở năng là làm tùy sức hưởng tùy tài tức là làm được bao nhiêu thì được trả công bấy nhiêu không ai bóc lột ai lập tức có người chất vấn. Ở đâu mà không vậy, đợi gì phải bên Liên Xô? Khi lên Cộng sản chủ nghĩa rồi thì các thụ sở nhu, tức là làm tùy sức hưởng tùy nhu cầu, nghĩa là người dân chỉ làm hết sức mình nhưng được lãnh theo nhu cầu cần thiết. Thí dụ, một ngày công của tôi chỉ đáng giá 5 cát, nhưng tôi cần vải, nước mắm, dầu lửa, cá thịt giá 5 đồng, thì tôi vẫn được phát cho đủ các món đó. Trên khắp thế giới hiện nay, chỉ có Liên Xô đang tiến lên Cộng sản chủ nghĩa thôi. Dân Liên Xô là dân tộc sống sung sướng nhất hoàn cầu, bởi vậy nước nào cũng muốn trở thành Cộng sản như Liên Xô. Chủ nghĩa Cộng sản làm chữ ăn thiệt như vậy, ai mà không mê chứ? Có người hỏi sao ông không sang Liên Xô để ở, sung sướng mãn đời, thì ông ta đổ quạo không trả lời được. Người ta lại hỏi, ông có thấy thiệt hay chỉ nghe ai đồn thôi? Thế là ông Bình càng nổi cáo. Tôi rất ham thích đọc báo và chép thơ. Thời đó có một bài thơ rất hay. Nó ăn sâu vào từ nhỏ cho đến nay. Tôi xin đọc mấy đoạn trong bài An Phú Đông. An Phú Đông, đây An Phú Đông, Một làng nho nhỏ ở ven sông, Một năm chinh chiến, ôi chinh chiến, Sóng nước xài, côn nhuộm máu hồng. Làng ấy như bao làng nước Việt, Cày sâu, cuốc bẫm gái trai làng, Chiều chiều tiếng hát vương theo gió, quyến tóc dừa cao vạn thùa xanh. Làng mạc tan tành thành chiến địa, hàng dừa rũ tóc khóc bên mồ. U hoài gió vỡ trên sông rộng, thông tạt về đây sóng nhấp nhô. An Phú Đông, đây An Phú Đông. Trả lời tiếng gọi của non sông, trẻ già đều biết hy sinh hết, biết trả thù chung Đổ máu hồng Thật đúng là một bài thơ tuyệt tác ca ngợi tinh thần chống xâm lăng Yêu nước của người Việt Nam Bất cứ nơi nào cũng có bức tranh hùng vĩ đó Nơi nào có quân Pháp đến đóng đồn Thì nơi đó đều trở thành An Phú Đông Năm 1946 Quân Pháp đến đóng bót ở chợ làng tôi Do một tên Pháp chỉ huy được sự chỉ dẫn của người địa phương, hắn đem lính vào xóm vây nhà bắt ba tôi để ép ông ra làm việc. Nhưng ông vốn đã cẩn thận trốn tránh hàng ngày nên chúng không bắt được. Thế là chúng bèn quay ra bắt má tôi. Tôi bảo, má tôi già yếu, mấy ông bắt tôi đây. Thế là chúng bắt tôi đem về đồn để mong ba tôi nóng lòng sẽ ra hợp tác với chúng. Nhưng ba tôi không ra còn tôi tôi cũng chẳng sợ chúng chút nào sáng hôm sau tôi đang nhờn nhơ trước bót bởi vì tôi còn nhỏ không bị giam thì có một chiếc xe nhà binh từ trên quận chạy xuống tôi đoán đó là tên quan hai chỉ huy phân khu có lẽ tên quan này thấy mặt mũi tôi sáng sủa một tên vẫy tay tôi đến hỏi giọng hách dịch mày làm gì ở đây dạ tôi bị bắt ạ à. Tại sao? Tôi cũng không biết tại sao. Vừa lúc đó, tên xếp đồn xuất hiện. Tên này báo cáo về trường hợp của tôi. Tên quân này hất hàm hỏi tôi. Tại sao chúng mày không hợp tác với quân Pháp? Tôi trả lời. Tại vì tôi không thích sự có mặt của các ông ở đây. Tại sao vậy? thì cũng như chính dân tộc Pháp không thích quân phổ sang chiếm đất Pháp hồi trước mà. Chúng tao đem văn minh tới cho nước mày, mà tại sao mày lại có vẻ căm thù chúng tao vậy? Vâng, tôi yêu Ban Giác, một phạt sàng, nhưng không yêu các ơm. Ai dạy mày thế? Thầy tôi, giáo sư De La Good. Ông dạy tôi những bài thơ của Victor Hugo, tiểu sử của Jean đáp và những gương yêu nước của người pháp ông ta ở đâu bây giờ ông ta còn dạy ở trường trên tỉnh lỵ đó thế tại sao mày không trở lại trường mà trốn học ở nhà tôi ở nhà vì tôi không muốn đi học nữa chứ không phải trốn học đi theo việt minh phá làng phá xóm mà không phải trốn học à được rồi tao sẽ cho mời ông thầy mày đến dạy dỗ thằng học trò cứng đầu này tôi tưởng tên sĩ quan nói chơi thôi chẳng ngờ độ một tiếng đồng hồ sau một chiếc xe ca chạy tới đỗ ngay trước cửa bót cửa xe mở ông thầy tôi bước xuống tôi tưởng mơ nhưng mà thật trông thấy tôi ông reo lên con đó hả sao ở đây người ta bảo con là tên ma cà thưa thầy không ạ à. con vẫn là học trò của thầy mà con vẫn là thằng bé học tiểu sử của răng đá và nghe những tiếng kèn trận của cậu bé Barbara trong thung lũng vang lên thúc giục lòng quân sĩ đến điệp khúc sau cùng. Con vẫn là đứa học trò được thầy cho 18 điểm khi giải thích bài thơ của Huger Vinh Quang thay những đứa con chết cho tổ quốc. Tôi nói một hơi như một dòng suối tuôn tràn trước mặt vị giáo sư Pháp Văn. Và ông cũng lấy làm vui sướng với nét mặt rạng rỡ khi nghe đứa học trò bỏ lớp mà vẫn không quên những bài học của ông dạy cho. Vị giáo sư đưa tay cho tôi. Tôi khúm núm vì chưa bao giờ dám bắt tay thầy. Ông bảo, bây giờ con là công nhân một nước rồi. Thầy lấy làm hãnh diện bắt tay con. Tôi bắt tay thầy và cúi mọt, nói, con xin cảm ơn thầy các sĩ quan Pháp và Partizan ngơ ngác trước câu chuyện của hai thầy trò. Viên xếp đồn hơi bực mình kể lại câu chuyện về tôi, cho vị giáo sư nghe rồi kết luận. Thằng nhỏ này ngang bướng lắm, nó chịu bắt thay cho mẹ nó đó. Đó là một tấm gương tốt, chứ sao ông bảo nó ngang bướng? Người Á Đông vẫn thường có những cử chỉ như thế mà, chúng ta phải hoan nghênh chứ. Nhưng bố nó có tinh thần bất hợp tác với chúng ta, không thể nào tha thứ được. Thì cũng như chúng ta bất hợp tác với quân phổ trước đây vậy mà. Thằng bé này đã chịu ảnh hưởng tinh thần của chúng ta ngày xưa đó. Viên quan hài nói, Thưa giáo sư, chúng ta chỉ giúp họ tiến tới văn hóa, văn minh tiến bộ. Nhưng họ lại không chấp nhận sự có mặt của chúng ta ở đây tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái là những điểm chính của nền văn minh đó. Ngay như tôi, tôi cũng khâm phục công cuộc giành độc lập cho đất nước họ. Tôi sẽ rời xứ này trở về nước nay mai vì họ không cần sự có mặt của ta nữa. Ông nghỉ một chút rồi quay sang tôi, ông nói tiếp. Tôi nghĩ là quý ông không có lý do gì bắt bớ một cậu bé như thế này nó đã nghe dư âm tiếng gọi dân Dark, thiêng liêng vọng lại từ lịch sử ta. Các ngài không lấy đó làm hãnh diện hay sao? Nếu tôi là các ngài thì tôi sẽ viết một bài báo để gửi về bên Pháp. Thế là tôi được thả ra. Thưa đồng bào, tôi đã kể hầu đồng bào những câu chuyện về chủ nghĩa cộng sản của ông Bình và về lòng yêu nước vừa chấm nở của tôi. Lúc đó, tôi kính phục ông Bình cũng như kính phục vị giáo sư của tôi. Và tôi lầm tưởng rằng cô Zendar và cậu Barbara đã nhờ chủ nghĩa cộng sản mà có được lòng yêu nước như vậy. Và lầm tưởng chủ nghĩa cộng sản và lòng yêu nước chỉ là một. Nói đến đây thì có tiếng cười ồ và thính giả xôn xao. Bởi xưa nay, có ai biết cộng sản là cái gì đâu? Đảng Cộng sản Đông Dương giải tán hay không giải tán thì có ý nghĩa gì? Chỉ là một trò bịp làm sao một bộ óc non nớt như tôi sẽ đoán nổi. Chỉ biết nước mình bị nô lệ thực dân Pháp thì phải nổi lên đánh đuổi nó để giành độc lập thôi. Khi đi học thì chào cờ Pháp và hát Marisan Nuvola. Bây giờ thì hát này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Nó sướng cái miệng làm sao. Lúc chưa thành nhân, tôi đã quẩy ba lô làm cán bộ, đi tổ chức các đoàn thể thanh niên cứu quốc, nông dân cứu nước, cả thiếu nhi cứu quốc và giúp đỡ các bà tổ chức phụ nữ cứu quốc nữa. Cùng đi, có các bạn học cũ của tôi, toàn là con cai tổng, hương cả và con thầy học của tôi nữa chúng tôi quẩy đời đi đến đâu tổ chức lửa trại và đóng kịch cương lấy làm thú vị và tự hào cho tuổi trẻ của mình lắm lắm hai tiếng núi sông thiêng liêng thúc giục lòng trai vô cùng chúng tôi say mê cứu nước thỉnh thoảng các anh lớn thấy cậu bé thông minh đưa mấy cuốn sách vỡ lòng của các mác do Như Quỳnh, Hải Triều và Đặng Thái Mai dịch. Đọc nhưng chẳng hiểu gì hết. Chỉ nhớ có một câu, chủ nghĩa tư bản là con ngựa bất kham, ném chủ nó xuống hố. Năm 1952, tôi vớ được một quyển sách nghiên cứu về Liên Xô. Trong đó có bài Bắt kịp và qua mặt. Trong đó tác giả phân tách hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Liên Xô. Và kết luận trong 5 năm kế hoạch lần thứ mấy đó Liên Xô sẽ qua mặt Hoa Kỳ tính về bơ, sữa, thịt cá, điện trên mỗi đầu người. Tôi không hiểu gì hết nhưng cũng không gạt bỏ. Năm 1954, tôi tập kết ra miền Bắc. Thình lình tôi thấy cái khẩu hiệu chữ to bằng người: Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Cái chủ nghĩa xã hội không giai cấp làm lãnh năm các, lãnh năm đồng của ông Bình ấy mà. Một hôm tôi đi mậu dịch mua đường cát, xếp hàng rồng rắn dài ngoằn mèo, chờ cả buổi mới tới phiên mình. Nhưng cô mậu dịch lặng lặng treo tấm bảng hết hàng. Ông già đứng cách tôi chừng ba người nổi cáo, quay ra chia cái phiếu cho người đứng phía sau với vẻ mặt giận dữ. Tớ bán cho anh nè. Tôi nhận ra ngay Người đó là ông Bình. Ông cũng nhận ra tôi và ông có vẻ sẹn lẹn. Có lẽ ông nhớ lại những bài giảng của ông trước kia. Tôi hỏi lấp ngang. Bây giờ bác ba công tác ở đâu bác ba? Ờ, ờ, ờ. Qua công tác ở trường lý luận trung cao. Gặp lại thằng học trò cũ. Nhưng ông thầy không vui. Tôi chào tạm biệt xã hội miền Bắc năm đó, 1961, còn ăn đồn, nhiều nơi ăn củ chuối, nhưng chế độ phân chia cho làm 16 giai cấp, biểu hiện trong các tấm phiếu. Phiếu A có 4 giai cấp, A1, A2, A3, A4, B thì có B1, B2, B3, B4, vân vân. Đó là giai cấp mua hàng, còn ăn cơm thì có 4 giai cấp, đặc tiểu táo, tiểu táo, trung táo, đại táo. Đặc tiểu táo thì 10 người nấu cho một người ăn. Tiểu táo thì 5 người nấu cho 3 người ăn. Trung táo thì một người nấu cho 10 người ăn. Còn đại táo thì một người nấu cho 100 người ăn. Đó là xã hội chủ nghĩa không giai cấp của miền Bắc chẳng những nó được thi hành ở miền bắc mà trong hoàn cảnh rừng rú của r và ngay cả trên trường sơn cũng có phiếu a b c loại a ăn muối xả loại b ăn muối sống các bạn có biết ai đã xóa cái nạn giai cấp xã hội chủ nghĩa ở khu giải phóng không đó chính là mỹ tại sao bom bỏ rầm rầm pháo bắn phát điên Thằng nào cũng chạy bộ và ăn bốc Chứ tiểu táo, đặc táo, phiếu A1, A2 sao được chứ Thưa đồng bào Tiện đây tôi cũng muốn nêu lên một vấn đề Mà chắc chắn từ thành thị đến thôn quê Bà con có nghe Đài Giải Phóng, Đài Hà Nội ít hay nhiều đều biết Đó là địa đạo Củ Chi dài 100 dặm Bao quanh và luồn qua cả dưới đít đồng dù nó còn chui qua cả sông Sài Gòn và nối thôn liền thôn, xã liền xã. Hơn nữa, ở dưới địa đạo còn có bệnh viện, câu lạc bộ, tiệm quán, kho thuế nông nghiệp, giếng sâu 16 thước. Mỗi lần Mỹ chụp đồng bào chui xuống địa, an toàn 100% và giúp đỡ bộ đội dùng địa đạo chiến đánh quân Mỹ tơi bời. Nói đến đây thì tiếng cười ran lên hết. Ở đây chắc có bà con cổ chi. Chắc bà con không khỏi ngạc nhiên về cái địa đạo đó. Tôi đã từng đưa ông Kiệt xuống tham quan cái địa thôn liền thôn đó mất 7 ngày. Khi trở lên mặt đất, các nàng dũng sĩ đã tặng cho ông một tô nước mắc cỡ. Uống xong, ông phấn khởi quá mức kế hoạch nhà nước ông vọt thẳng lên cao miên nắm thắt lưng Mỹ mà đánh túi bụi, rồi không trở lại Củ Chi để xuống đường Sài Gòn. Thưa đồng bào, tôi đi theo Việt Minh từ năm 1945 tới nay. Trong bụng tôi lúc nào cũng có câu hỏi, tại sao nó như thế này? Tại sao nó như thế kia? Có lần ở Đồng Tháp 10 năm 1948, tôi đã cãi nhau với Hà Huy Giáp về chủ nghĩa Mark các thẳng sở năng, các thụ sở nhu. Tại sao một người chỉ có hai xào đất bằng một công đất trong Nam lại bị quy là địa chủ? Tại sao địa chủ ủng hộ kháng chiến nhiệt tình như vậy mà bị cho là phản động? Tại sao một anh cán bộ gửi thư về nhà ở Sài Gòn không xin gì hết mà chỉ xin cái sườn xe đạp? Tại sao miền Bắc nghèo đói mà đòi giải phóng miền nam giàu có vậy một ngàn câu hỏi mọc lên trong đầu tôi không ai giải đáp cho tôi thông suốt ngoài cái thực tế trước mắt chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại nghèo đói dốt nát tù tội tem phiếu dép râu tôi đã bị mê hoặc vì những sách vở nói láo và những bài học của lão ba bình Tôi muốn mở mắt cho những người mê mội tha cộng sản như tôi. Nhưng thời giờ quá ít. Trời đã trưa, nóng bức lắm. Xin hẹn đồng bào một dịp khác. Tóm tắt buổi hầu chuyện cùng bà con hôm nay. Tôi muốn nói rằng, chủ nghĩa cộng sản không phải một lý tưởng, mà là một trò đại bịp. Còn người cộng sản không có tài gì khác ngoài lừa bịp. Họ là những người không có tư cách không có gì đáng kính mà cũng không có gì đáng yêu xin kính chào đồng bào dương đình lôi tiếp theo là câu chuyện hạnh ngộ đã lâu lắm tôi có đọc một cái chuyện ở đâu đó chuyện kể rằng một gia đình nọ có hai người con trai thằng lớn theo việt minh đứa nhỏ thì theo quốc gia cả hai đều cầm súng một lần người anh đánh trận về khoe rân chiến thắng bữa đó bà mẹ giặt áo quần cho con bất ngờ tìm thấy một tấm hình bà hỏi hình này ở đâu người con nói lấy trên xác giặc bà mẹ ngất xỉu dè yeah, đâu anh giết em mà không biết tấm hình đó chính là hình của đứa em tôi đọc qua rồi quên đi cho rằng đó là sự bịa tạc của các ông văn sĩ chứ đời nào lại có bi kịch lạ lùng như vậy nào ngờ đó chính là bi kịch của tôi một hôm tôi đang sơn cái nhà tôi đời tên lê dương đỏ kháng pháp chống mỹ mút mùa mà nay lưu vong trên xứ mỹ mới có cái nhà thì bỗng có tiếng gọi chào ê hey, Good morning, Mr. Tep. Tôi quay mặt nhìn ra đường. Một người đàn ông mắt kính gọng đen to, tương phản với mái tóc bạc như bông của ông ta. Chiếc xe của ông máy êm quá nên đổ lại sát lề mà tôi không biết. Tôi nhận ra chỉ là một người lạ, nghĩa là tôi chưa từng thấy cái gương mặt này. Trong số bạn bè quanh trong vùng vẫn thường tới lui nhà tôi lâu nay dù không quen tôi cũng chào hỏi đáp lễ rồi ngưng công việc chùi tay vào áo và bước qua bãi cỏ đến trước mặt ông khách vẫn với cặp mắt ngơ ngác tôi hỏi ông là ai thì ông khách giơ tay cho tôi tôi bắt lấy và nói tôi không phải tên thép thế thì bông du mô sơ lửa <laughs> thưa ông Ông làm nhà rồi, tôi cũng không phải tên lửa củi gì hết ráo. Thế thì chào ông, quyết thắng. Tôi giật mình, cái tên quyết thắng đã bùi sâu trong đống tro tàn dĩ vãng. Tường chừng đã ngàn năm nay bị móc lên bất ngờ. Tôi nhìn ông khách với cặp mắt, có lẽ ngạc nhiên hơn lúc nãy. Ông khách cười cởi mở hồn nhiên. Xin lỗi ông, tôi đến hơi đường đột. Tôi có chút chuyện muốn thưa qua, chứ để trong bụng nó cứ ái náy hoài. Ngoài ra, cũng muốn thăm ông một chút. Dạ xin cảm ơn. Câu chuyện hơi dài, nếu ông cho phép thì tôi xin thưa. Tôi nói, xin mời ông vào nhà uống tách trà ấm bụng cái đã. Câu chuyện của người khách là tôi xin ghi lại như sau khoảng năm 65-66, tôi có cho phép một đại úy dưới quyền của tôi đi vào Củ Chi thăm một người anh ruột ở ngoài Bắc mới về. Viên đại úy rất trẻ nhưng rất giỏi trong binh nghiệp. Có thể nói là một tay chịu chơi trong đơn vị của tôi. Khi đụng trận có cậu ta là tôi vững lòng lắm. Ra trận cậu ta luôn đi đầu, hết đạn thì lắp lưỡi lê và quay bắn súng đập lính mến phục tặng cậu ta hỗn danh con chim cực đen anh ta lên trực tiếp xin gặp tôi và trình bày hoàn cảnh gia đình cuối cùng xin phép vô củ chi tôi không suy nghĩ lâu lát tôi ok ngay nhưng sau đó tôi phải báo cho cục an ninh quân đội họ có gọi viên đại úy của tôi lên gặp và cuối cùng cậu ta được như ý hơn cả như ý nữa Nghĩa là cậu ta ngoài bản thân còn được đưa cả gia đình vào thăm người anh. Cậu ta tỏ ra ấy náy khi lên chào tôi trước lúc đi với giọng xúc động. Anh cả có tin em không? Cậu cứ đi, tôi cho phép và tôi chịu trách nhiệm về cậu mà. Anh ta rưng rưng, muốn nói câu gì đó nhưng không nói được. Tôi dục, thôi đi đi, phép có ba ngày thôi. Một ngày đi, một ngày ở và một ngày về. Nhanh lên kẻo không kịp. Không khéo khi cậu về tới thì đơn vị đã ở ngoài Huế hay ở dưới Cà Mau. Phải bay theo mệt lắm đó. Rồi cậu ta đi. Đúng ba ngày, cậu ta trở về, lên văn phòng trình diện tôi. Báo cáo anh cả, em có mặt, xin chờ lệnh. Tôi hỏi, cậu có gặp người anh chứ? dạ có gặp ạ à. anh em lâu ngày mới gặp nhau mừng dữ hả dạ mừng lắm nhưng anh em xa nhau từ nhỏ bây giờ không nhớ mặt ngồi bên nhau hút hết một bao thuốc mà không nói gì tối ngủ chung hầm nằm bên nhau mà cũng không nói gì rồi chia tay cậu ta kể lại có bấy nhiêu thôi tôi cũng không hỏi gì thêm mà cũng không nhớ rằng trong đơn vị mình có một viên đại úy có hoàn cảnh éo le như vậy nữa. Thời buổi chiến tranh con nhàn lính đến trong giấc ngủ cũng nghĩ tới chuyện đấm. Đầu óc ở đâu mà lo những chuyện bao la. Mãi cho đến mậu thân Hà Nội lén chở súng bằng đường biển vô năm căn. Đơn vị tôi được lệnh lùng vùng U Minh đang hành quân thì có tin mặt trận bùng nổ khắp nơi. Tôi đã được lệnh về ngay Sài Gòn, bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất. Viên đại úy trẻ tuổi tin cậy của tôi đã hy sinh trong trận này. Người khách ngưng lại, chừng như xúc động, hấp minh trà rồi nói tiếp. Năm 1968, 1998, thoáng chốc mà đã 30 năm, Thời đó tôi mới 40 ngoài, cậu ta mới 30. Thời gian đi mau quá. Người khách im lặng. Mắt chớp chớp đỏ hoe rồi lại tiếp. Tôi đã đọc cuốn sách cổ chi của ông. Xin cảm ơn. Một phần là để thưởng thức văn chương. Dạ nó có văn chương gì đâu. Đó chẳng qua là những cục đất cổ chi còn đẫm máu lệ nóng hổi mà tôi hốt bỏ lên giấy, đấy thôi ạ. À. Người khách nói tiếp, tôi đọc để tìm thấy lại tôi trên đất củ chi, và nếm lại cái búp măng tre luộc của xa nhỏ, nghe lại ngọn gió đồng lớn cây trác. Và hôm nay, tôi rất hân hạnh gặp lại Mr. Thép trong nhà. Thế là ông đây là? Vâng, tôi là. Tôi vạch áo cho ông xem vết sẹo to ở bụng. Còn ông kéo tay áo cho tôi xem vết sẹo ở vai. Như nói với nhau, cụ chi đây nè. Rồi hai người ôm nhau như cùng chung một kỷ niệm cụ chi. Đôi lời tạm biệt trước khi xếp sách Năm ngàn bảy trăm tám mươi chín đứng trước kỳ quan kim tự tháp nã pha vị đại tướng vừa chinh phục xong xứ ai cập đã trỏ tay vào các ngôi tháp mà bảo các tướng sĩ của ông rằng từ trên đỉnh của các ngôi tháp kia hàng chục thế kỷ chiêm ngưỡng các ngươi ngày nay trong chiến tranh việt nam vùng đất củ chi được việt cộng thần thánh hóa thành kỳ quan thắng mỹ hơn nữa một huyền thoại của thế kỷ 20, đất thép thành đồng, mà lịch sử chiến tranh các dân tộc tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây chưa từng có. Một kỳ cục thì đúng hơn. Viết bộ hồi ký này, chúng tôi mong đánh tan lớp sương mù hoang đường mà người ta gán cho cụ chi lâu nay để độc giả nhìn rõ mặt cụ chi thực sự. Trần trụi ngập máu lệ vì cuồng vọng giải phóng miền Nam của bọn xâm lăng chính đất nước mình, phá hoại hạnh phúc của chính gia đình và dân tộc mình. Lôi Vũ Cảm ơn quý vị đã nghe.